thơm những bí ẩn được Google Earth phát hiện. Số 1 và số 4 từng gây tranh cãi này lừa. 1. Hố đen giữa Thái Bình Dương. Năm 2021, bức ảnh tìm được bằng Google Earth về một hố đen xuất hiện giữa Thái Bình Dương gây tranh cãi này lừa. Một số người bình luận rằng đó là hố đen chứa lối đi bí mật vào trung tâm của trái đất. Có ý kiến lại cho rằng có thể đây là căn cứ bí mật nào đó đã bị làm mờ đi. Sau đó, sự thật đã được tiết lộ. Hố đen trong bức ảnh chỉ là một hòn đảo san hô không người ở, có tên là Vostok trên Thái Bình Dương mà thôi. 2. Hố sâu địa ngục trong rừng. Một hố sâu bí ẩn được tìm thấy bên khu rừng ở huyện Abiskai tại Cộng hòa Sakha, Nga. Trung quanh miệng hố, đất cát tự động đùn lên và viền sẫm màu phía bên trong hố sâu là dấu hiệu của hiện tượng cháy xém dữ dội trước đó. Theo các nhà khoa học, hố sâu này có thể do sự nóng dần lên của trái đất khiến khí ga bị rò rỉ, từ đó dẫn tới một vụ nổ. 3. Người đàn ông nằm giữa bờ biển. Một nhóm những người chuyên sử dụng máy ảnh của Google Earth để tìm kiếm những thứ kỳ lạ ở Australia đã thực sự tìm thấy một hình ảnh bí ẩn. Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang nổi trên mặt biển ở Sharbos, Queensland. Sự thật đã được tiết lộ sau đó, hóa ra đây chỉ là một chiếc phao nổi dành cho người tới khu công viên nước mà thôi. 4. Con ngựa trắng. Sau khi bức ảnh do Google Earth ghi lại trên ngọn đồi cổ nhất ở nước Anh được công bố, đã khiến nhiều người bất ngờ. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh chủ đề hình vẽ này là một con ngựa hay con rồng. Cuộc tranh luận lớn tới nỗi các nhà sử học nước Anh đã phải vào cuộc. Theo kết luận của họ, đây là con ngựa trắng Ilfington có chiều dài 114m và chiều cao gần 34m, được vẽ bằng bột đá. Hình vẽ này có liên quan đến truyền thuyết về Thánh George và đồi rồng, là ngọn đồi nằm trong thung lũng phía dưới đồi Nga Trắng. Theo truyền thuyết, đây là nơi Thánh George đã giúp người dân trừ diệt một con rồng hung ác. Máu chảy ra thành hình con rồng, khiến cỏ không thể nào mọc lên được. Con ngựa trắng có thể được vẽ từ 3.000 năm trước, tài liệu sớm nhất nói đến nó được viết từ năm 1070. 5. Hoa văn lạ trên sa mạc. Một khối hoa văn lạ trên sa mạc Gobi tại Mông Cổ đã được tìm thấy bởi Google Earth. Theo các chuyên gia, đây có thể là một căn cứ quân sự với những khối nhà được sử dụng vào nhiều công năng khác nhau như khu thử vũ khí, radar hoặc thậm chí là những khu thử nghiệm các vệ tinh do thám. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức và những câu chuyện thú vị.